Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, công tác tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Khai mạc lễ hội hoa Xuân Quan năm 2023. Giám đốc công ty Phượng Hoàng lĩnh án chung thân. Xử phạt trên 14.000 trường hợp vi phạm giao thông, thu ngân sách 45 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2023. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của lực lượng quân đội tỉnh nhà. Đồng chí biểu dương những đóng góp và kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự đạt được trong thời gian vừa qua và mong muốn lực lượng Quân đội Nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân Hưng Yên, đẩy mạnh khí thế, tinh thần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong lực lượng, đồng thời nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác quốc phòng, giữ vững sự đoàn kết nội bộ, sáng tạo của cá nhân, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sáng nay, Ban dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực, các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và công tác tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, công tác tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương. Năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, đặc biệt là triển khai ra mắt mô hình điểm dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp ở 6 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố. Trong năm đã đăng ký và xây dựng được 446 mô hình điển hình dân vận khéo, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh là 2.583 mô hình. Công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động, nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban dân vận Trung ương và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận Hưng Yên trong năm 2023, nhất là trong việc nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở và tham mưu với cấp ủy có chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp. Phối hợp với các ban, ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời yêu cầu trong năm 2024, hệ thống dân vận Hưng Yên cần tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia giám sát, phản biện xã hội. Ban dân vận Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu, ban hành đề án tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp giai đoạn 2024-2026, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dịp này, Ban dân vận Tỉnh ủy đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023. Sáng nay, Hội nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội với sự tham gia của 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của hội viên nông dân và nhân dân cả nước. Dự đại hội lần này, tỉnh Hưng Yên có 16 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 213.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh gửi đến đại hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Toàn chúc mừng những hội viên nông dân được đi dự đại hội Trung ương lần này. Đồng chí đề nghị tham dự đại hội chấp hành những quy định của Trung ương hội, mang tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân tỉnh nhà đến đại hội. Dự đại hội bầu được những đại biểu có đức có tài. Sau đại hội, tuyên truyền triển khai nghị quyết đến hội viên nông dân trong tỉnh nhanh chóng và đầy đủ. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1755 phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 7 năm triển khai chiến lược, công tác phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật. Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả đã đạt được, nhất là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Thủ tướng chỉ rõ, phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành địa phương, cơ quan, tổ chức cần quan tâm hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa, khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng, tự do, sáng tạo, chú trọng những ngành có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí, để đến năm 2030, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Sáng nay, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khai mạc lễ hội hoa Xuân Quan lần thứ 3 năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm 2020, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các thôn hoàn thiện và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong những năm qua, tổng nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn xã là gần 250 tỷ đồng. Mọi nguồn vốn đều được tập trung cho các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, trường, điện, để các tiêu chí sớm đạt theo đúng quy định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 88 triệu đồng một người một năm, cao gấp 1,45 lần so với thu nhập bình quân đầu người năm 2020. Xa xưa thì trồng lúa, trồng ngô, rồi là sau đấy thì mọi người đổi mới thì xây dựng nên một cái làng hoa Xuân Quan. Quê hương so với 10 năm về trước thì đổi thay quá nhiều. Tôi cũng giống như là người dân Xuân Quan, rất là vui mừng, hãnh diện, tự hào của làng quê Xuân Quan và chứng kiến một hội hoa phải nói rằng là vô cùng rực rỡ.
Cùng với việc tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Xuân Quan đã tổ chức khai mạc lễ hội hoa lần thứ 3. Lễ hội được tổ chức 3 năm một lần để người dân cả nước có dịp được thưởng lãm, tham quan và mua sắm. Lễ hội có khoảng 200 gian hàng hoa tươi, cây cảnh, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ của người dân địa phương. Thời gian diễn ra lễ hội từ nay đến ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2024. Đây là dịp để các nhà vườn quảng bá các mẫu mã hoa mới, trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp đồng tiêu thụ hoa. Tại lễ hội có nhiều hoạt động như triển lãm hoa, cây cảnh, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ, thi đấu và trình diễn các môn thể thao dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tổ chức các cuộc thi về hoa, cây cảnh, nấu ăn, vẽ tranh, viết thơ, phát động các hoạt động bảo vệ môi trường. Cảm nhận là đến hội hoa này ở quê nhà mình làm như thế này là rất là đẹp, rực rỡ. Lần đầu tiên đến đây thì cũng cảm nhận được là quê mình như thế này là quá tươi đẹp. Chị em đã rủ nhau và câu lạc bộ rủ nhau đi thì rất là phấn khởi, rất vui. Tức là cách đây mấy năm đã đến một lần nhưng mà năm nay đến đây thì rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Lần này là lần thứ hai, chúng ta sang đây cũng là rất sớm nhưng mà cảm thấy cái không khí của ngày mở màn như thế này là phải nói là tuyệt vời. Xã Xuân Quan được công nhận làng nghề hoa cây cảnh năm 2017. Hiện làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan có tổng diện tích đất canh tác gần 200 hectare với khoảng 1.300 hộ chuyên canh trồng hoa. Nhờ nằm ở vị trí thuận lợi để giao thương nên Xuân Quan đã phát triển thành một vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, làng hoa lớn ở miền Bắc. Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và lễ hội hoa Xuân Quan lần thứ 3 mở ra một chặng đường mới là tiền đề, động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu đạt được, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, quảng bá, xây dựng thương hiệu và hình ảnh làng hoa Xuân Quan tới đông đảo người dân cả nước. Chiều 21 tháng 12, tại khu đô thị Ocean Park 3, huyện Văn Giang, đã diễn ra lễ khai trương quần thể Mega Grand Vua Hà Nội, mô hình đầu tiên kết hợp giữa công viên giải trí với show thực cảnh 3D trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á và chuỗi các trải nghiệm kinh tế đêm. Siêu quần thể ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm Mega Grand World có quy mô gần 19 ha với sự kết hợp giữa phong cách châu Âu cổ điển và phong cách Hàn Quốc của châu Á. Điểm nhấn là dòng sông Venice dài 830 m với những chiếc thuyền gondola kiểu Ý và các dãy nhà ven sông rực rỡ sắc màu mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, đây còn là điểm trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ mapping 3D trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á. Show diễn sẽ hoàn toàn miễn phí cho khán giả vào 20:30 hàng ngày. Bên cạnh đó, quần thể này còn quy tụ khoảng 800 cửa hàng thời trang, ẩm thực, tạo nên sự sôi động và thúc đẩy kinh tế ban đêm. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến mới hấp dẫn tại Hưng Yên, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. Sau 5 năm triển khai, tổ hợp đại đô thị Vinhomes Ocean City đón nhận khoảng 60.000 cư dân đến cư trú, cùng hàng loạt khu vui chơi giải trí hiện đại, thu hút hàng triệu lượt du khách. Trong đó, khu đô thị Ocean Park 2 và Ocean Park 3 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với vị trí giáp danh với thủ đô Hà Nội, trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thiết lập nhiều trận địa phòng không nhằm bảo vệ từ xa, đánh chặn không quân Mỹ vào ngoài trước khi bay vào thủ đô Hà Nội. Những trận địa, những pháo đài phòng không này hiện có thể không còn nhiều, nhưng tất cả đã đi vào lịch sử với chiến thắng, chiến dịch 12 ngày đêm đánh máy bay B-52 Mỹ phá hoại thủ đô và miền Bắc. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng với những người đã tham gia, chứng kiến hình ảnh những ngày oanh liệt ấy sẽ không bao giờ mờ phai. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Theo những người dân từng tham gia trận địa tên lửa nằm trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào này, được thiết lập từ trước năm 1970. Đến giai đoạn chiến dịch 12 ngày đêm, Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, khu vực này có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì thế, ngoài pháo đài tên lửa, có nhiệm vụ đánh chặn máy bay B-52 của Mỹ, bảo vệ thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng. Tại đây còn thiết lập nhiều trận địa pháo cao xạ và các ụ súng xung quanh. Thời kỳ đó, ngoài bộ đội, còn có rất nhiều người dân địa phương gián tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ bộ đội chiến đấu. Giờ đây, người mất, người còn và dù đều đã ở tuổi thất thập, nhưng trong ký ức của những người tham gia thì vẫn nhớ như in những khoảnh khắc oanh liệt và đầy hiểm nguy.
trận địa pháo và tên lửa rất là quyết liệt. Máy bay đến thì khó bắn nhiều. Nhất là trận địa 57 của chú gọi người ta gọi là chủ tư trực tiếp ở đấy, đơn vị đánh bắn nhiều pháo. Xung quanh trận tên lửa thì trong nó là có những cái đơn vị pháo cao xạ để hỗ trợ. Thì mỗi một đơn vị về là chúng tôi cùng huy động thanh niên, rồi là dân quân du kích, rồi bà con ra là đắp trận địa. Có những gia đình là mang cả giường của mình ra để kê làm một cái đường đi cho bộ đội kéo tên lửa vào trong này. Khi mà tên lửa bắn cứ một cuộn nửa cuộn khói là đằng sau quả tên lửa, còn đêm thì nó sáng rực, chúng tôi nhìn ra xem. Trận địa tên lửa tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang có vị trí giáp danh với Hà Nội đặc biệt quan trọng và được xem như điểm ngăn chặn cuối cùng trước khi máy bay địch vào vùng trời thủ đô giải bom. Rất nhiều người dân ở đây đã từng được gián tiếp phục vụ bộ đội và chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử. Máy bay ấy, nó bổ nhào thì xong bắt đầu nó mới cắt bom. Mình nhìn thấy đánh không phải là một trận mà nó đánh thành nhiều trận. Dù trực tiếp hay gián tiếp thì họ cũng đã góp sức mình vào chiến thắng chiến dịch B-52 năm 1972, tạo niềm tin vững chắc cho cuộc tổng tiến công giành đại thắng năm 1975. Ngoài trận địa tên lửa ở Long Hưng, huyện Văn Giang và trận địa tên lửa ở Mỹ Hào, đến nay vẫn tiếp tục được sử dụng làm căn cứ chiến đấu bảo vệ vùng trời của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Còn trận địa tên lửa tại thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, hiện nay ở đây đã được lắp đặt mô hình tổ hợp tên lửa, vừa để trưng bày, vừa để tuyên truyền giáo dục tư tưởng thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng vẻ vang của dân tộc. Vừa qua trên đường đi học, em Đỗ Thị Trà, học sinh lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu, đã nhặt được chiếc ví. Trong ví có trên 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau khi nhận được số tiền trên, Trà đã thông báo cho gia đình và nhà trường. Sau đó em đã đăng tải thông tin lên mạng Facebook để tìm trả lại người đánh rơi. Sau thời gian ngắn, thông tin được chia sẻ, chị Đỗ Thị Thu Hà ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đã đến xác nhận đồ bị rơi là của mình. Thông qua việc xác minh bằng giấy tờ tùy thân của chị Hà, em Trà và gia đình đã trả lại cho chị Hà. Việc nhặt được tài sản trả lại cho người đánh mất của em Đỗ Thị Trà là một hành động thật đáng trân trọng. Để kịp thời động viên em Trà, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải tổ chức tuyên dương khen thưởng, đồng thời lấy việc làm của em Trà làm tấm gương về tính trung thực để phát động phong trào thi đua làm nghìn việc tốt trong học sinh của trường. Không khí lạnh tăng cường, thời tiết rét đậm những ngày qua khiến số trẻ nhập viện tại khoa nhi của các cơ sở y tế tuyến tỉnh gia tăng. Hơn một tuần qua, tại khoa nội nhi 1 và nội nhi 2 của Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên, mỗi ngày có từ 15 đến 20 trẻ phải nhập viện điều trị. Hiện cả hai khoa đang điều trị cho trên 90 trẻ, chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản cúm A trên nền viêm phế quản. Tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số bệnh nhi những ngày này cũng dao động từ 70 đến 85 trẻ. Có thời điểm trẻ phải nằm ghép do quá tải giường bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, số trẻ đến thăm khám và điều trị cũng tăng gấp từ 1,5 đến 2 lần so với ngày thường. Chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy do thời tiết khắc nghiệt. Đối với trẻ em, nhất là những cái thời tiết như thế này thì chúng ta phòng bệnh là chính. Thứ nhất vẫn là chế độ dinh dưỡng, ăn uống phải đủ chất, uống đủ nước, vệ sinh cơ thể, vệ sinh tay chân. Những ổ dịch mình tránh tiếp xúc và một phòng nữa tốt. Đấy là mình phải tiêm phòng cho các cháu, tạo ra một cái miễn dịch chủ động cho cơ thể. Khi mà chúng ta tiếp xúc với nguyên nhân căn bệnh thì cơ thể mình đã có sẵn một cái kháng thể để chống lại. Để phòng chống rét đậm rét hại và các dịch bệnh mùa đông xuân, cha mẹ cần chú ý giữ ấm cơ thể trẻ khi thời tiết chuyển lạnh, nhất là những trẻ có tiền sử về dị ứng và hen phế quản, xuyễn bằng những biện pháp đơn giản như mặc thêm quần áo ấm, mang thêm mũ, tất len, hoặc là quấn thêm chăn mềm ấm cho trẻ, thực hiện tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine cho trẻ theo lứa tuổi để có cách phòng bệnh chủ động nhất và hiệu quả nhất. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phượng Hoàng, sinh năm 1974, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, và tổng hình phạt cho các tội danh là chung thân.
Mặc dù biết công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên do bị cáo Thắng làm đại diện pháp luật không đủ năng lực thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề, song bị cáo Thắng vẫn đại diện công ty nộp hồ sơ xin cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư thực hiện dự án nhằm huy động khách hàng nộp tiền thông qua việc bán đất của dự án để lấy tiền chi tiêu duy trì hoạt động của công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng do Thắng làm giám đốc. Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2022, mặc dù tài sản gắn liền với đất dự án đang thế chấp tại ngân hàng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa được phép huy động vốn, nhưng Thắng đã lấy danh nghĩa công ty, nói dối khách hàng là đất hợp pháp để lừa bán 101 lô đất thuộc dự án cho 48 khách hàng và gán nợ 6 lô đất cho 2 khách hàng, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ ngày 15 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính trên 14.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ gần 6.000 phương tiện các loại, tước trên 2.600 giấy phép lái xe, nộp kho bạc nhà nước 45 tỷ đồng. Trong đó, số vi phạm về nồng độ cồn còn ở mức cao với trên 4.000 trường hợp, xử phạt trên 20 tỷ đồng. Vi phạm về tải trọng là trên 1.200 trường hợp, bị xử phạt trên 6 tỷ đồng. Vi phạm tốc độ trên 1.600 trường hợp, xử phạt 2 tỷ đồng. Ngoài ra, các lỗi vi phạm về tốc độ đi không đúng phần đường diễn ra phổ biến. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ huy động tối đa quân số, phương tiện, đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, tăng cường phối hợp với các ngành địa phương đơn vị, tiến hành ra soát, khắc phục những bất cập thiếu sót về hạ tầng và tổ chức giao thông trên các tuyến đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy tắc văn hóa giao thông tới đông đảo người dân, nhất là vào dịp lễ Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.